khẩn trương hoàn thành những cái khâu cuối cùng, những cái bước lắp ráp cuối cùng của chiếc máy sát gạo liên hoàn có gầu tải model là VMX600. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú, anh chị cùng các bạn một cái sản phẩm máy sát gạo đang được thị trường tiếp nhận khá là nhiều. Một người thôi là mình có thể vận hành được chiếc máy này rồi, không cần phải bê từng thúng thóc rất là mệt mỏi để chúng ta có thể đổ lên máy. Với một dòng sản phẩm sử dụng trong gia đình, chi phí đầu tư vừa phải để mà có gầu tải thì khá là hiếm. Vinmark tự hào là một đơn vị nhập khẩu phân phối các dòng sản phẩm này ra thị trường khá là nhiều và được bà con ủng hộ đón nhận rất là tích cực. Và bây giờ em xin giới thiệu đến tất cả mọi người sản phẩm của Vinmark, mẫu sản phẩm máy sát gạo liên hoàn VMX600. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ và màu xám. Tại vị trí này, đây là cửa nạp nguyên liệu và cái phần gầu tải đang được lắp ráp hoàn chỉnh. Em sẽ nói trước qua về cái này. Với cái phần gầu tải này thì mình sẽ có trang bị một cái motor riêng. Chúng ta không cần bê từng cái thúng thóc, từng cái bao thóc đổ lên cái máy cao nữa, mà mọi người chỉ cần đổ vào hộc ở phía đằng trước ở đây thôi. Xin lỗi là nhanh chóng review cho đơn hàng này được đi luôn, thành ra là vừa làm vừa review cho cô chú anh chị cùng các bạn cùng xem. Sau khi thóc được qua phần gầu tải đẩy lên phần cửa nạp ở đây thì các bổi chấu sẽ được qua một lớp sàng và để lại ở đây. Những cái hạt thóc chắc thì sẽ được hệ thống buồng đưa xuống phần khối xay sát gạo ở bên trong đây. Cái bộ phận xay sát gạo sẽ hoạt động làm việc để gạo trắng sẽ được ra ở vị trí này. Tại cái vị trí ra gạo trắng thì sẽ có cái phần núm điều chỉnh cái mức độ trắng của gạo khác nhau từ mức 1 cho đến mức 10. Mọi người có thể điều chỉnh ở đây. Gạo sau khi được sát ra đây thì sẽ được đưa xuống. Gạo trắng, hạt đều, đẹp thì sẽ ra đây. Những cái hạt gạo tấm, li ti thì sẽ ra bên cạnh này. Hạt sỏi nhỏ ra ở đây. Chấu, cám sau khi được đẩy ra thì sẽ qua hệ thống nghiền bên cạnh này, đẩy qua cái bầu gió này có thể ra ngoài. Trong những trường hợp mà cô chú, anh chị cùng các bạn sử dụng cái sản phẩm này nghiền cám hoặc là vỡ ngô thì mọi người có thể là cho trực tiếp vào đây. Tại ở đây thì mình sẽ có một cái phễu màu đỏ nữa thì mình sẽ lắp lên đây, thì chúng ta sẽ hoạt động là chúng ta sẽ cho vào vị trí này để nghiền độc lập, không cần cái sử dụng cái phần phối sát gạo ở bên kia. Cám được nghiền xong rồi thì sẽ lên cái bầu gió này và xuống ở đây. Tại vị trí này thì mọi người có thể đặt xô, đặt thau hoặc chúng ta có thể để trực tiếp bao vào đây. Bộ khung khá là chắc chắn, chức năng sát gạo, nghiền cám thì sẽ được sử dụng chung motor, và motor sẽ nằm ở phía bên này. Motor ở đây chúng ta sử dụng là động cơ 3 pha và công suất là 15 HP. Và việc mà ta sử dụng cái motor to này sẽ được kết nối với phần sát gạo này, nghiền cám bằng trục dây cu loa ở bên trong, và chúng ta sẽ có những cái phần ốp bảo vệ ở bên ngoài này để trong quá trình mà máy vận hành thì sẽ đảm bảo cho người sử dụng cũng như là máy móc sẽ được hoạt động một cách ổn định, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Đế ở bên dưới cũng như phần khung máy ở bên trên khá là dày dặn và chắc chắn, giúp sản phẩm chất lượng hơn và tuổi thọ của nó sẽ kéo dài hơn. Chiếc máy này với việc sử dụng động cơ 3 pha 15 HP, năng suất 1 giờ đối với sát gạo thể mang lại đó là đến 600 kg gạo. Cái dòng máy thông thường với chi phí bỏ ra trong tầm giá ở trên thị trường, Vinmark cam kết là chưa có một cái sản phẩm nào vượt qua được sản phẩm này về năng suất cũng như là về chất lượng sản phẩm, về giá thành mà mọi người bỏ ra. Cái phần gầu tải ở bên đây thì đang chuẩn bị được hoàn thành, thì sẽ nói qua về cái gầu tải này một chút cho mọi người. Ở đây là cửa nạp, chúng ta chỉ cần đổ thóc vào trong đây vào cửa nạp và cái motor sẽ quay, trục sẽ quay, cái gầu tải sẽ được tuần hoàn lên, sẽ được ra ở đây. Thì cái vị trí này thì chúng ta sẽ đặt sát vào cái ở đây để thóc sẽ được vào cái cửa nạp này. Sản phẩm này không tốn quá nhiều diện tích nơi làm việc, phù hợp cho các cô chú anh chị có nhu cầu kinh doanh về xay sát hoặc là bán gạo. Và đây là sau bộ hoàn chỉnh đã được lắp ráp lên. So với cái dòng truyền thống trước đây thì nó sẽ gọn hơn rất là nhiều. Sản phẩm này chúng ta chỉ cần sử dụng duy nhất hai chiếc motor, nhưng với cái chức năng nó mang lại cực kỳ nhiều. Mọi người có thể vừa xay sát, vừa nghiền cám này, đỡ ngô này, rất là tiện. Chúng ta sẽ đi một vòng quanh để chiêm ngưỡng được bộ hoàn chỉnh sau khi đã được các kỹ thuật viên của Vinmark lắp ráp. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng, cô chú anh chị cùng các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Ngoài model này ra thì Vinmark cung cấp rất là nhiều các cái model khác về các cái sản phẩm máy sát gạo, từ dòng mini liên hoàn cho đến các cái dòng công nghiệp cho quý khách hàng. Vì vậy các cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu về sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp để được các tư vấn viên của Vinmark hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.